Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Facebook và mình là Văn Hóng Lazada. Và trong video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với eating show, ăn uống và trải nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ xem là thử món gì mới nào. Ở đây mình đang có một số các cái mã Coca Energy, Warrior Energy Ring này, Bác Chớt này, đây là cái Thunder này, Carabao. Hôm nay chúng ta sẽ uống thử một trong những các cái lon nước này nhá. Hôm nay mình sẽ uống thử cái lon Warrior Strawberry để xem như thế nào. Tổng quát một chút về cái chai Warrior Strawberry Energy Drink này. Thế đây nó ghi có là có thêm vitamin B3, B6, B12. Sao cứ chắc đi nhắc lại B3, B6, B12 vậy? Strawberry chắc là nước ép sâu rồi, Warrior thì là chiến binh, Energy Ring tức là nước tăng lực. Ở sau thì có một số các cái thông số của cái chai này, như là đường mía, chất tạo carbon, carbon dioxide, taurin, rất nhiều thứ luôn mọi người. Một chai này thì là 325ml các bạn nhé. Đây. Và nắp nó sắp bén, cẩn thận khi mở. Mình có thể uống ở các điều kiện thường. Nói chung là cái những cái lon này chúng ta mở ra chúng ta uống được luôn. Cái sản phẩm này sẽ là công nghệ của nước nào? Công ty xuất xứ và nhập khẩu là công ty CPN. Cái này mình không biết là theo công nghệ của nước ở đây. Cái này là theo cái công nghệ của Thái Lan các bạn. Product của Thái Lan. Đây. Cái công ty mẹ của nó là TCP ở Mang Bang Kanat, Bang Sát Rốt gì ở Thái Lan này. Rồi cái này chắc là giống kiểu Red Bull Thái rồi. Nó cũng không có quá nhiều các hạn tiết. Ở dưới này thì chúng ta xem có gì. Có về hạn ngày sản xuất là ngày 6 tháng 6 năm 19, hạn sử dụng 12 tháng. Ôi. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra uống thử nhá. Sẽ có rất nhiều người hỏi là cái chai này chúng ta sẽ mua ở đâu và giá nó như thế nào. Thì mình mua được cái chai này ở Big C nhá. Giá của nó thì đó, cái chai này là Warrior đúng không, Warrior dâu. Giá khá là rẻ, chỉ có 8.900 thôi, khoảng là 9.000 một lon này. Ở ngoài chắc họ bán 9.000. Các bạn có thể mua được cái hệ thống của Big C, Lotte, Vinmark, nói chung là Vinmon, các thứ cũng bán cái này nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một cốc này, chúng ta sẽ thử mở hộp. Nổ như bia. Nó móc vào tay mình các bạn. Ôi dồi. Ấn vào gần chết nó mới ra các bạn. Như vậy thì cái chai này, nó có mùi dâu các bạn. Đây là một chai nước dâu. Xem hàm lượng đường của nó xem nào. Cái này thì không ghi, nó chỉ ghi là đường mía thôi. Cũng không biết là hàm lượng đường là bao nhiêu. Đây. Hàm lượng đường các bạn này. Bị chai. Rồi mình sẽ rót thử xem màu sắc nó như thế nào. Mèn đét ơi, chai này nó có màu đỏ các bạn, màu đỏ giống chai Samurai, màu đỏ nhé. Thử xem nào, khá giống một chai Sting đó, ngọt khá giống chai Sting, mùi dâu dâu chua chua y hệt như chai Sting. Mình kiểm tra lại một chút về cái hàm lượng ở thông số của cái chai này. Xem nào. Ở đây thì nó ghi là calo là 210 này. Sodium là 210 gram. Đường chỉ là 51 gram thôi. Khá là nhiều đấy. Uống nó khá là ngọt. Ở đây thì nó có ghi một cái Rini, mình không hiểu là cái gì. Required a desk cross table. Không hiểu lắm. Cái này nó ghi này thì bạn nào hiểu tiếng Anh có thể dịch được không? Mình mặc dù mình hiểu tiếng Anh nhưng mình cũng không dịch được biết là cái gì. Nó khá là ngọt. Mà nói chung dễ uống. Khá là ngon các bạn. Nước tăng lực nhưng mà là kiểu lai dâu. Có vẻ nó nhẹ hơn so với các cái ông lớn như là Monster hay là một số cái chai khác. Một tuần nữa. Cái này thì cái nước tăng lực nó cũng khá nhiều các cái hãng nó hạng roi vào cái mảng nước tăng lực này. Hay cả là ngay Coca-Cola nó cũng có thêm là cái Coca-Cola Energy.
ở video sau mình sẽ thử cái chai của Coca này, nó cung cấp rất nhiều các khoáng chất này. Trong một 320ml thì chúng ta sẽ có là ruột so, không biết là cái gì, carbonate argon này, taurine, wow, bên này có tiếng Việt mà. đây sonat chắc là đường mía ạ. Nó chất tạo nhiều nhân tạo, chất tạo ngọt nhân tạo, wow, tạo màu nhân tạo, sao có tạo ngọt nhân tạo thì đường mía để làm gì. Vitamin thì có B3, B6, B12. Rồi, uống trực tiếp ngon hơn khi uống lại. Sản phẩm này không phải là thuốc, và không phải cái này thuốc méo gì, nó chỉ là nước giải khát thôi mà. Khá là ngon. 325ml thì nó cũng xấp xỉ bé hơn chai Coca một chút. Khá là dễ uống các bạn. Với cái màu sắc này thì mình nghĩ rằng nếu mà để cái lon như này thì có vẻ không được đẹp lắm, tại vì cái lon màu đỏ này thì nếu mà làm cái chai nhựa thì nó sẽ bắt mắt và thu hút các bạn trẻ nhiều hơn. Cái màu, cái về cái thêm của cái lon này thì nhìn nó khá là giống cái lon, một cái lon trước mình làm rồi nhưng mình không nhớ lắm, nhưng mà nó có kiểu bạc bạc, xong rồi nó thêm cái hình có một cái logo rất nề nọ đây này, khá là chất. Dưới này có cái vân gì đây, cái này sẽ có cái vệt vệt gì như là đỏ đen, chắc là kiểu như là tượng trưng cho cái logo màu đen này, cả cái màu đỏ là chắc là tượng trưng cho cái màu sắc của nước này. Ôi, khá là dễ uống các bạn. Rồi, ở phần tiếp theo thì mình sẽ uống thử cái này với đá xem như nào nhá. Rồi, mình kiếm được cái đá, các bạn nhìn em, sủi bọt khá là hay này. Mình thấy cái chai này nó sủi bọt khá là ít các bạn. Uống cái chai Sting thì nó ọ lên CO2 khá là nhiều, nhưng mà với cái lon Warrior này thì nó cũng khá là ít bọt. Độ ngọt của nó thì cũng không quá là sắc. Còn về cái gọi là cảm nhận về độ tăng lực thì thật sự khi mình uống xong cái này khoảng 5 phút rồi mình chả thấy cảm giác gì luôn. Uống nó chỉ đặc tính giải khát thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử đập đá cho vào đây. Rồi, ở đây mình đã có một ít đá đây. Trước hết mình sẽ đổ hết cái này ra. Chai này là 325ml đúng không? Uống được khoảng 2 cốc. Rồi. Nhiều đá quá nhỉ. Vậy khá là ít nhỉ. Ui, đá to vậy chứ. Này không? Rồi, đây là trên tay Warriors Strawberry, Warriors chín bình dâu tây. Màu rất là đẹp luôn, hồng hồng này. Rồi, nếu được bám này, để một lúc cho đá có tan nó. Này sẽ ngon hơn khi chúng ta uống lạnh mà. Nào thử xem nào. Sự là cái này uống với đá nó sẽ ngon hơn. Rất là mát luôn. Ngon lắm. Nó không ngọt sắc như là cái Red Bull Resting. Tinh nó rất sắc, cái Warrior này nó khá là lạt, nhạt hơn. Công dụng gì đây? Giải khát, nâng cao sức khỏe, tạo cảm giác dễ chịu, giảm mệt mỏi. Tại vì nó có các cái nhóm vitamin nhóm B này. Cảm biết là có vitamin không mà uống về giải khát thì khá là ok. Nó khá là mát. Mình nghĩ thì cái lon này trông cũng style phết. Thực sự nếu mà làm một cái chai thì rất là khó cạnh tranh được với Sting. Mình thấy về cái chai tăng lực mà nhựa chỉ có Sting nó hầu như nó mạnh nhất này.
Nên chắc là cái hãng này họ phải đưa ra cái dạng lon như này để tạo ra một cái sự khớp khác bọt. Và cũng có thể là cũng có cái chai nhựa nhưng mà mình không nhìn thấy, nhưng mà trên tay mình chỉ là cái chai Warrior Strawberry bằng lon. Uống ok, khá là mát. Còn về cái hiệu quả mà tăng lực, sự đến thời điểm này chưa thấy cảm giác gì luôn. Uống nó khá là nhạt nhòa luôn. Ui. Mùi rất là đẹp luôn. Uống một lon này no. Rồi như vậy, trong video ngày hôm nay chúng ta đã thử trải nghiệm Warrior Strawberry Energy Ring, một cái nhãn nước tăng lực khá là mới ở trên thị trường, do công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn TCPN Việt Nam theo công nghệ của Thái Lan. Cảm nhận của mình với cái chai này thì nó khá là mùi rất giống sting dâu, không có nhiều sự khác bọt, uống nó khá là nhạt và cũng mát hơn khi uống vị đá. Nhưng mà về hiệu quả tăng lực thì có lẽ nó chỉ dừng ở mức là giải khát thôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Còn nếu thấy video hay ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và gặp lại. Nhớ subscribe nhé.